Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục có phản ánh, Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên đẩy mạnh các biện pháp thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Tháng 10 vừa qua, Hưng Yên đã có thêm gần 2.600 người tham gia bảo hiểm xã hội, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội trong toàn tỉnh lên trên 215.000 người, tỷ lệ bao phủ đạt trên 30,5% so với lực lượng lao động. Trong đó có trên 207.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 8.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 108% kế hoạch năm. Tổng số thu bảo hiểm xã hội của người tham gia trong 10 tháng năm 2019 đạt trên 3.635 tỷ đồng, tăng trên 765 tỷ đồng so với năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Giang luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Nhiều năm liền, huyện đều có 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Năm học 2019-2020 này, toàn huyện có 30 trên 30 trường, từ tiểu học đến đại học với trên 23.000 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Có được kết quả này là do huyện đã phối hợp với các ngành và địa phương để mạnh công tác tuyên truyền tới các nhà trường, phụ huynh học sinh, triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 135 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quyết định số 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân, trích hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, nâng tổng mức hỗ trợ cho đối tượng này lên 60%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, huyện đã phối hợp với Sở Y tế, quan tâm kịp thời. Nhờ có nhiều biện pháp tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng vào cuộc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, nên từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hưng Yên tăng cao so với năm 2018. Tính đến hết tháng 10, thành phố Hưng Yên có trên 84.600 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 9.000 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 13.000 người, bảo hiểm thất nghiệp là trên 12.000 người, bảo hiểm y tế trên 83.000 người. Đáng chú ý là số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1.000 người, tăng tới gần 800 người so với năm 2018, đạt 122% kế hoạch năm 2019. Chúng tôi xác định là phát triển đối tượng và giảm nợ là hai cái mục tiêu lớn và cũng là trọng tâm. Nên là Bảo hiểm xã hội thành phố đã có kế hoạch ngay từ đầu năm phối hợp với các cái đơn vị tuyên truyền ở trên 17 xã phường. Đặc thù của thành phố thì toàn những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. Chúng tôi trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho họ về cái tham gia và nghĩa vụ trách nhiệm phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện chế độ chính sách đối với người lao động thì chúng tôi xác định là cơ quan phục vụ, cho nên là phải biến cái tư tưởng hành chính thành phục vụ và có cái nguyên tắc là đúng, đủ và kịp thời. Ngoài việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm theo chỉ tiêu được giao, Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên còn đặc biệt chú trọng phối hợp rà soát tuyên truyền tới các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Đến thời điểm này, thành phố đã có 523 đơn vị doanh nghiệp với trên 6.300 người tham gia, tăng 71 đơn vị doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2018. Khi chúng tôi thành lập doanh nghiệp thì cũng được hướng dẫn rất là chi tiết, rất là tốt của cơ quan bảo hiểm thành phố, cho nên cái công tác tham gia bảo hiểm xã hội của công ty cũng áp dụng ngay và cũng tuân thủ những cái quy định của bảo hiểm ngay từ khi tuyển dụng tham gia cái chế độ bảo hiểm cho công nhân, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Và đặc biệt trong năm 2018-2019 thì này chúng tôi đã áp dụng ngay từ đầu, không còn cái thời gian thử việc 3 tháng nữa. Về thủ tục được cơ quan bảo hiểm rất tạo điều kiện, đặc biệt là những cái cải cách về hành chính, giấy tờ thì trực tuyến rất là nhiều. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, nên đến hết tháng 10, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn thành phố đã đạt trên 285 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm đều được Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.